đầu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Đây là AC của Tiểu Bạch Long. Vâng, AC của Tiểu Bạch Long, chúng ta hãy cùng chờ đợi thông tin từ Tôm trở về xem các game thủ bên phía Việt Nam cầm những quân gì. Tôm, những quân gì đọc hết cho anh theo thứ tự từ Yugi. Vâng, như vậy là Yugi cầm Babylon, Tiểu Bạch Long AC, Linda cầm Egypt và Percy là quân của bắn chim. Vâng, Babylon, lợi hại là Babylon là của Yugi trong cánh. Vâng, Thành và tròi của Babylon cực kỳ bá đạo, không kém gì cho Son cả, chỉ kém về tầm xa thôi, nhưng về máu thì lại cực nhiều. Chúng ta hãy cùng chiến thuật đặt ra. Vâng, hai voi của nhà Tiểu Bạch Long, AC ngoài cánh đánh đời ba, có Thành tròi thì sẽ đánh cái gì đây? Có bơm đồ như hôm qua để chém phụ không, hay là phát triển to, vẩy Thành phát triển to? Tiểu Bạch Long và Linda là cùng với Yugi là hai người đánh Thành và tròi rất kinh nghiệm, chỉ có bắn chim mà tôi chưa chứng kiến anh đánh Thành tròi bao giờ thôi. Còn Tiểu Bạch Long cùng với Linda thì đã vâng ăn ngủ ở club 67 quá nhiều rồi. Yugi thì lại xuất phát từ team Hà Đông dưới sự dìu dắt của đội trưởng Blood cũng như là Hắc Long. Vâng, Hắc Long cái tên thì đã rất quen, vâng cũng có khi là những game thủ trẻ không biết tới, nhưng với nền NAOE Việt Nam chúng ta thì Hắc Long và Hàng Sinh không thể quên được sự đóng góp của cả hai anh chị cho nền NAOE Việt Nam. Bây giờ thì Tiểu Bạch Long vâng đóng một chiếc nhà E rất xa nhà chính nhà mình, đã có bãi yêu đầu rồi, anh có lẽ sẽ đưa về nhà chính. AC dân di chuyển cực nhanh, vì vậy là lùa hiêu cũng nhanh thôi, câu voi hơi khó một chút. Đây là một bãi hiêu, vâng bãi hiêu 7. Vâng, thêm một voi nữa rồi, như vậy Tiểu Bạch Long có 3 voi, bây giờ có một quả phụ nữa thì sẽ rất đẹp. Nhưng mà thực ra tôi cũng không biết rằng là đây là đánh có bơm. Có bơm thì Tiểu Bạch Long có chiến thuật gì, không thể đoán được. Nếu như đánh luật của chúng ta thì chắc chắn Tiểu Bạch Long sẽ được bơm và chém bá đạo. Nhưng bây giờ chúng ta đang đánh theo luật của Trung Quốc, liệu có bơm hay không? Có bơm để lên đời sớm và đánh chém không? Nếu mà có bơm thì không cần phải tìm ra bãi quả nữa. Vâng, hai yêu này tôi nghĩ là lùa về rừng hay hơn, nhưng không, Tiểu Bạch Long quyết định lùa về nhà rồi. Vâng, những thao tác rất chuẩn mực của Tiểu Bạch Long, xẻo bãi lúng. Vâng, đối đầu với Tiểu Bạch Long ở bên kia cũng có một game thủ xuất sắc, đó chính là Sáng Lúng. Liệu kinh nghiệm và bản lĩnh của Linda và Tiểu Bạch Long có thể hiện đúng lúc không? Sức trẻ của Yugi cũng như là bắn chim sẽ phụ giúp cho hai anh. Vâng, những con hiêu rất khó chịu, khá ương bướng. Vâng, rất ương bướng. Nhưng mà Tiểu Bạch Long rất may, anh vẫn chưa bị lỗ con hiêu nào cả. Đã đủ gỗ đóng hết rồi, làm gì đây? Vâng, đóng thôi. Chèn cây gỗ 75 không, anh tiết kiệm cây gỗ 75 để mà chặt. Vẫn còn 2 voi. 3 voi, chính xác là 3 voi, nhưng một voi xa, còn 2 voi thì các bạn đã nhìn thấy trên màn hình rồi. Khá gần. Vâng, câu voi. AC câu voi, vẫn còn 2 hiêu để dành. Chưa lùa về nhà chính vì chưa có nông dân ra để ăn. Hy vọng rằng các game thủ Việt Nam chúng ta sẽ có những chiến thuật hợp lý để bật ngược lại tình thế. Chúng ta đang bị thua 1-0. Vâng không, con voi đã ngoan cố và quay đầu rồi. Vâng, quay đầu rất may là không quay đầu về chỗ cũ, chỉ quay đầu lại gần đó thôi. Bây giờ thì sẽ nằm xuống. Vâng, Tiểu Bạch Long vừa đóng thêm một chiếc nhà BE, như vậy là không phải đánh ít dân rồi. Anh đang cố gắng câu nốt con voi xa về trước, còn con voi gần thì cứ để đấy, tí nữa thì làm thịt nốt. Con voi được bảo vệ, con voi cái thì đã bị làm sát ở nhà chính của Tiểu Bạch Long rồi. Con voi cái đó thì câu về lúc nào cũng được thôi, rất là đơn giản. Vâng, con voi này lại quay đầu. Câu voi của dân AC rất khó. Vâng, 22 dân. Phải chăng Tiểu Bạch Long sẽ đánh 22 dân? Tôi không thấy anh đi dò, chứng tỏ sẽ đánh 22 dân và nhận đồ bơm, sau đó chém sớm rồi. Chiến thuật vẫn chưa có gì thay đổi cả. Hội nghị Thiên Hồng của chúng ta hôm qua họp khá lâu. Bây giờ sẽ là chiếc S thứ hai của nhà xẻo bài lúng. Vâng, kích đời 6 phút 54 với 23 dân. 23 dân AC. Đã có bãi đá chưa? Tôi quan tâm đến bãi đá nhà Tiểu Bạch Long. Vâng, có đá rồi. Đá cạnh chiếc S đầu, hợp lý. Cho 1-2 dân đào ngay từ đầu thì sẽ khỏe. Cứ có đá là mừng rồi đã. Đánh đời 3 có thành tròi, mà không có đá thì thôi, chỉ có tù thôi. Cũng như kiểu Pamiran lên đời cực sớm như tôm qua, may mà đánh lô trúng vàng.
Quả đấy mà đánh lô trượt vàng thì thôi, coi như xong. Bây giờ Tiểu Bạch Long đang đưa nốt chú hiêu, vâng chú hiêu cuối cùng trong 7 hiêu 7 về nhà chính nhà mình. Vâng có được không? Vâng ba nông dân quá là nguy hiểm. Hiêu chưa về nơi, chưa nhận được lệnh mà đã giết rồi. Vâng xả thôi. Tốc độ trận đấu được đẩy lên 2.0. Vâng xẻo máy đúng chủ động để đẩy tốc độ lên cao. Khá nhiều rừng. Lúc này thì chuẩn bị đóng các nhà điều kiện. Vâng BM và BL tôi đoán là như vậy. Hay là BA. BA và nhận đồ bơm. B gì? BA, vâng BA nhận đồ bơm. Yugi, vâng Yugi cầm Babylon. Trận này sẽ vẩy thành, vâng vẩy thành và tròi. Vẩy thành và xây tròi để thủ nhà. Babylon thì các bạn vẫn biết rồi, thành tròi của Babylon cực kỳ nguy hiểm. Vâng, Tiểu Bạch Long đã kích đời. Vâng, tôi thấy kích đời rất sớm. Tôi mải nói về thành tròi mà không kìm nhìn xem anh kích đời ở bao nhiêu phút. Bây giờ thì có đào đá hay không? Vâng, lại thêm 100 gỗ. Đã nâng cấp xong thành rồi, bắt đầu xây thôi. Vâng, các bạn có thể thấy sự bá đạo. Kinh nghiệm của Tiểu Bạch Long sẽ phải thể hiện đúng lúc. Vâng, thể hiện để mang lại chiến thắng cho các game thủ Việt Nam chúng ta ở kèo đấu sở trường của các game thủ Trung Quốc. Tiếp tục nhận gỗ để xây nhà BA. Yugi đang trở thành một cái máy bơm công nghiệp. Vâng, máy bơm sản xuất tại Hà Đông. Khá bá đây. Tiếp tục là vẩy thành thôi, tôi nghĩ là vẩy thành thôi. Cho một nông dân đã. Một nông dân đào đá là đủ. Vâng, chặt gỗ không biết anh đã nâng chưa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, chặt gỗ nâng rồi. Tiếp tục vẩy thành. Tôi nghĩ anh phải vẩy rộng một chút phát triển cho nó bá đạo. Gỗ được Yugi bơm liên tục. Mấy nhà BA, càng nhiều nhà thì càng tốt. Vâng, 5 nhà BA. Sóc có đều không? Lượng thực đang rất nhiều rồi. Gỗ thì Yugi bơm. Hợp lý. Chiến thuật ở cánh bên này tôi thấy là hợp lý rồi. Bắn chim cánh bên kia cầm Persian. Điểm số đang rất cao nhưng Tiểu Bạch Long đã nhảy đời 3 xong rồi. Vâng, vẩy một lớp thành nữa ở chỗ này. Chắc chắn là như vậy rồi. Anh liên tiếp nhận được gỗ từ game thủ Yugi. Tiểu Bạch Long đang cố gắng xây thêm nhà BE để có thể đủ được cho số lượng cung R. Vâng, đây rồi, màu 8 đây là ai đây? Màu 7 đây là game thủ Tiểu Tiểu Hiệp đã có mặt ở nhà của Tiểu Bạch Long. Anh phải bo ngay thôi. Yugi đang đào rất nhiều đá và đang hỏi. Vâng, lạc đà đã tới. Không biết là quân gì. Vâng, anh quen vẩy E rồi, anh ấy phải vẩy thành mới đúng. Vâng, nhận khá nhiều đồ từ game thủ Yugi. Lúc này thì bãi gỗ, hai bãi gỗ của Tiểu Bạch Long đang bị công vào. Bãi ruộng của anh khá ổn định. 5 cung R chuẩn bị xuất hiện. Vâng, ngay sát nhà nhau thôi. Nhà của game thủ màu 7 Tiểu Tiểu Hiệp ngay sát nhà của Tiểu Bạch Long. Vâng, có vẻ như đây là những con lạc đà gì đây? Lạc đà Per hay lạc đà Catarian? Tôi không nghĩ đây là lạc đà Pan vì nông dân lạc đà chạy chân vẫn chạm xuống đất. Vâng, Tiểu Bạch Long kích đời ở đầu 9 nhưng bây giờ thì đã đang chịu sự tấn công rất mãnh liệt, anh chưa thể đi công được. Vâng, màu 6 là Tiểu, vâng Tiểu Vũ đang bơm đồ. Bãi gỗ đầu tiên của Tiểu Bạch Long chắc chắn sẽ bị công vào. Tôi đã nhìn thấy lạc đà chạy vào hướng trong đó. Vâng, chưa công vào bãi gỗ đó. Vâng, Tiểu Bạch Long bây giờ vẫn đang chỉ thủ nhà thôi. Anh đã chết khá nhiều dân bởi lạc đà của game thủ. Vâng, game thủ Tiểu Tiểu Hiệp rồi. Tiểu Tiểu Hiệp anh vừa vô địch giải cá nhân toàn Trung Quốc. Vâng, tại sao Tiểu Bạch Long không vẩy tiếp những lớp thành ở bãi gỗ này? Vâng, vẩy ở hai cánh rừng dừa. Thế là xong. Để cho đường vào nhà mình càng hẹp thì càng tốt. Lạc đà không thể vào được cung của AC. Vâng, đây rồi, gặp luôn. Nhà màu 7 rất gần nhà của game thủ Tiểu Bạch Long. Phải nói là cực gần. Vâng, tôi vẫn chưa thấy Tiểu Bạch Long vẩy thành. Hơi lạ, anh vẫn còn đang còn 75 gỗ, vẫn được 15 cái thành. Vâng, rất nhiều lạc đà, các bạn có thể nhìn thấy. Phải chăng Tiểu Bạch Long muốn thủ cho Yugi để Yugi bơm đồ khỏe hơn cho mình. Đã có một chiếc giáp 2. Vâng, Yugi vẫn liên tục bơm gỗ và thực cho Tiểu Bạch Long. Đây thì nhà này, vâng, rất giống nhà của Catarian.
Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng và chúng ta chỉ có một mình máy của Xỉu Cái Lúng, tức là Tiểu Bạch Long thôi. Rất may trận này anh ở ngoài cánh, nếu không anh trong cánh anh lại ngồi bơm đồ thì lại như hôm qua. Vâng, tôi ngồi bình luận mà gọi là không còn gì để nói luôn. Vâng, bây giờ thì Tiểu Bạch Long đang bị ốp. Vâng, rất nhiều lạc đà của game thủ màu 7 đang lao vào đám cung R của Tiểu Bạch Long. Nhưng đây là ngựa AC. AC thì chỉ sợ lạc đà Pan thôi. Vâng, đã ăn được toàn bộ số quân của game thủ màu 7 Tiểu Tiểu Hiệp. Vâng, anh đang đi dò đường thêm. Cầu mong Tiểu Bạch Long nâng bản đồ sớm để chúng ta nhìn được toàn cục của trận đấu này. Timeline thì vẫn đang là 44/44, lại một lần nữa từ quý 4. Hôm qua từ quý 4 xịt rồi. Vâng, màu 6 là nhà màu bơm đồ cho màu 7. Nhận thấy, vâng, đã lên đời 3 rồi, không biết Yugi lên đời 3 chưa. Vâng, không thấy Thành đâu cả, đánh BA. Vâng, trận này thì hơi lạ lùng, không thấy Thành. Vâng, màu 6 cũng không hề bo Thành. Đây rồi, đây là bãi ruộng nho nhỏ của màu 6. Tiểu Bạch Long đang công vào. Vâng, đây mới là nhà chính của màu 6. Vâng, phải chăng đây là nhà chính thật hay là đóng BC phát triển rồi. Vâng, treo leo ở giữa một giữa bản đồ mà lại có một cái nhà chính. Mọc nhà như này thì quá dị. Phải chăng trận này là màu 7 đã dâng lờ từ trong cánh lao ra, còn màu 6 mới là nhà, mới là màu cạnh nhà của Tiểu Bạch Long. Vâng, tôi nghĩ chính xác là như vậy rồi. Vẫn chưa thấy nhà màu 7 đâu, chứng tỏ nhà màu 7 dâng lờ. Vâng, dâng lờ cực kỳ cao. Tiểu Bạch Long đang điểm cao nhất bản đồ, tham là 57/60. Anh vẫn chưa bo được nhiều thành. Vâng, đây rồi, màu 6 đang ăn hoang. Cả màu 5 cũng đã chạy dân sang đây rồi. Màu 5 của chúng ta chính là Sáng Lúng. Vâng, tôi đã nhìn thấy một vài lớp thành. Lớp thành của màu mấy đây? Vâng, đây là màu 7. Màu 7 đã bo thành. Màu 7 chính là game thủ Tiểu Tiểu Hiệp. Vâng, cung của Linda. Linda trận này cầm Egypt. Cung của Linda và cung của Tiểu Bạch Long đang lao thẳng vào những lớp thành của nhà màu 7. Màu 7 đã xây BA, phải chăng sắp bật 4? Chuẩn rồi. Vâng, bắn thành và lao vào. Vâng, màu 7 đang chém, vâng, rất nhiều lớp thành của Yugi. Yugi chắc chắn là có hàng nghìn đá. Tôi nghĩ là có hàng vài nghìn đá thì anh mới vẩy những cái lớp thành như vậy. Vâng, như vậy là các bạn bên phía Trung Quốc đã quyết tỷ số là 1-1. Vâng, Tiểu Bạch Long khá nhàn nhã. Vâng, timeline đè mạnh rồi. Như vậy bên nước bạn có một cho Son, một Panmi. Vâng, đấy là lạc đà Panmi các bạn ạ. Tôi thấy chân chạm không chạm đất mà sao lại Panmi. Một Summer và một Babylon. Quân chúng ta vâng đẹp hơn một chút. Bắn chim trận này cầm Roman, không phải là Pơ như Tôm Báo. Vâng, Tôm Báo thật là dị. Màu 8 đang khá to. Màu 8 là Biasin. Vâng, Pamirian dâng lờ cực cao. Được nhận đồ từ màu 6. Màu 6 trận này cầm Summerian. À vâng, như vậy là Babylon nhưng không thành công. Màu 5 là Summer. Còn màu 8 là, vâng, Cho Son. Chúng ta chờ đợi trận đấu tiếp theo.